Xin chào quý vị các bạn Trên hình bạn thể thấy để chọn bộ bảng main của điện thoại Zmi GT 5G bị lỗi đang chờ thay mới tại di động cao cấp .vn khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần bảng main, main của điện thoại Redmi GT 5G lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới main, sửa lỗi hỏng main cho điện thoại Redmi GT 5G. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 123, di động cao cấp .vn có đầy đủ tất cả các linh kiện phụ quá trình thay mới, sửa chữa điện thoại Redmi GT 5G Nói chung và phần bảng main của máy nói riêng thì mới bị các bạn khi cần Quý Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn Chúng tôi sẽ tiến hành thay mới main sửa lỗi hỏng main trên điện thoại Redmi GT 5G cho bị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi Những khách hàng ở xa không đến được với di động cao cấp.vn Cần một địa chỉ thay mới Main trên điện thoại Redmi GT 5G Quý các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Redmi GT 5G nói chung và thay mới men cho máy nói riêng. Mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ thay mới men cho điện thoại Redmi GT 5G Quý các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đường dây nóng 0911 582 123 để được kỹ thuật viên để di động cao cấp vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video để di động cao cấp vn.